Không khó nha. Đề bài câu 5 nè. Câu 5. Đề bài cho như sau: một bình chứa dung tích 5,6 lít không khí. Không khí ở điều kiện tiêu chuẩn, thì nhớ điều kiện tiêu chuẩn là 22,4 nha mọi người. Rồi. Thì người ta đưa một bình 10 gram B đốt cháy, 10 gram phốt pho đó đốt cháy thì cần oxy. Hỏi lượng P đó cháy hết hay không, là ý nói thằng này hết hay không, B hết hay dư, hết hay dư. Rồi, biết rằng VOC bằng 1/5 về không khí, được chưa? Thì thứ nhất, các bạn biết rằng phốt pho chỉ tác dụng được với oxy trong không khí chứ không tác dụng hết với không khí nha mọi người. Nên thứ nhất các bạn phải tính VOC bằng 1/5 với không khí bằng 1/5 nhân 5,6. Và các bạn bấm ra giúp Lợi bao nhiêu ạ? 5,6 chia cho 5 bằng ra bao nhiêu ạ? 1/12 lít. Rồi, khi có lít rồi thì các bạn tính ra được số mol của nó thì sẽ bằng V chia 22/4, vì ở đây là điều kiện tiêu chuẩn nha mọi người, mới chia 22/4 nha, cẩn thận giúp Lợi. Bây giờ có thêm điều kiện chuẩn nữa, đó là chia 24/70, 19, 22/4, và bấm giúp Lợi chia cho 22.4 bằng ra 0,005 mol. Tiếp tục các bạn cũng tính số mol của hàng phốt pho, số mol của hàng phốt pho bằng m nhỏ chia m lớn bằng 10 chia bao nhiêu à? Phốt pho bao nhiêu vậy mọi người? Comment giúp Lợi đi à. Phốt pho bao nhiêu vậy mọi người? Phốt pho bao nhiêu à? Comment giúp Lợi đi mọi người ơi. Phốt pho bao nhiêu à? Có bạn nào biết phốt pho bao nhiêu không ạ? Phốt pho bao nhiêu à? Phốt pho bao nhiêu? Comment giúp Lợi đi mọi người. Rồi, tiếp theo các bạn viết phương trình phốt pho cộng oxy ra P2O5. Bởi vì phốt pho hóa trị 5, thằng oxy hóa trị 2 chéo chéo. Sau đó cân bằng thì thấy phốt pho đây mà. Đây là 5 nè. 5 nè, thấy không ạ? Đó, 5 thì cho thấy điều gì ạ? 5 nè thì là số lẻ double lên là chẵn. Vậy hàng này phốt pho là 4 đại nhân 4, oxy đây là 10 thì đại nhân thêm 5. Rồi, phốt pho là 31. Ok, vậy 10 chia 31 ra, các bạn bấm coi ra có số đẹp không ạ? 10 chia cho 31 bằng, ô số 6 quá, vậy mình để là 10 phần 31, và nó gần bằng nha, các bạn phải gần bằng giúp Lợi. Gần bằng bao nhiêu à? Gần bằng là 0,32 đó, gần bằng 0,32. Để chút các bạn so sánh với cái số mol của oxy nha. Rồi, ở đây thì các bạn nhớ là viết hơi ẩu nên là viết lại nè: B cộng oxy ra B2O5 cân bằng, đây là 4 nè, đây là 5 nè, đây là 2 nè. Rồi, thứ nhất đó là trước phản ứng, hay người có nhiều cô gọi là ban đầu đó mọi người. Trước phản ứng là cái đề người ta cho nè mọi người, bao nhiêu ạ? Đây là 10/31, trước phản ứng nè là 0,005. Rồi tới phản ứng thì các bạn nhìn vào nè, các bạn lấy thằng này chia thằng này giúp Lợi, được chưa? Lấy thằng này nè, 10/31 chia cho 4 bằng, đây là kỹ năng nha, ra là bao nhiêu ạ? 0,08. Tương tự thằng này, lấy thằng này chia 5, 0,05 chia 5 bằng ra 0,01. Rồi các bạn so sánh hai số nào, số nào nhỏ à? Số này nhỏ đúng không ạ? Số này nhỏ đồng nghĩa số này hết, các bạn điền vào 0,005. Sau đó muốn tìm thằng này, tìm thằng phốt pho đúng không ạ? Nhân chéo chia ngang, 0,05 nhân 4 chia 5 ra 0,004.
Sau đó sau phản ứng thì ta lấy thằng trên trừ thằng dưới. Được chưa? Thằng trên trừ thằng dưới vậy là 10. 10 phần 31 trừ đi 0,004 bằng bao nhiêu à? Ra được là 0, để phân số luôn nha mọi người. Ra là 219 phần 775. Hôm nay trừ này ra là 0. Vậy cho thấy điều gì à? Phốt pho dư nè các bạn thấy không ạ? Vậy cho thấy là phốt pho dư. Ok chưa à? Đề bài chủ yếu hỏi phốt pho hết hay dư hay nghe mọi người. Ok mọi người. Ok mà.